Cố lên. Anh này lên, anh này lên. Anh em tôi cứ từ từ mà thôi. Cho nữa rồi anh trai đi thôi.
ăn đi. Đấy là thể hiện của những người ăn chè. Dạ bác không phải lấy lời. Chỗ này ta phim lên bảo ông Uy hút tê. Nghe giống như hồi nhà lạ. Nghe nó không phải lên lời. Anh Nhi Nhi Nhi. Nghe nó không phải lên lời đâu. Cái đồ của phim này đọc đi còn qua bên nhà. Không. Đó là khi là anh nghe nó không phải lên lời. Đi nè đi nè. Cha ngồi gì? Cha chỉ chuẩn bị mà nữ. Cha không phải nhà lao nhưng ngồi như nhà lao. Không, cả nhà em nói thiệt ra cha nhưng lại có vi sữa betagen. Hẳn là kiểu chua chua ngọt. Kiểu cha mọi người vì betagen á, anh hiểu không? Vì sữa chua uống á, nhưng mà về căn bản thằng ngon. Theo dưới là thằng điểm 10 thì em cho chỉ thích chỉ phần chỉ điểm. Năm kia bị họ đánh về đâu đúng không ạ? Thiệt luôn. Những cái đoan, những cái đồi luôn. Lại đồ màu hồng. Về con bánh lấy to của mình á.
Thiếu một cái nữa. Mà mua dư cho đổi. Đây, được rồi chưa? Được rồi chưa?